bảo này, lần em đi công tác lâu đấy, những 10 ngày cơ. Anh nhớ phải ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe nhá. Mẹ cũng cho cái Hàn Linh nghỉ phép trong thời gian em đi công tác rồi đấy. Khi em đi công tác, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Đi nhanh rồi về với anh nhá. Em hứa sẽ đi nhanh rồi về với anh mà. Mà Hàn Linh này, em thu xếp đồ rồi về luôn đi. Mà thôi, em phải đi bây giờ đấy, không bị trễ giờ. Em đi nhá. Dạ vâng, chị đi ạ. Cô Linh. Dạ. Cô nói chuyện hình anh cắm sừng tôi, là sao đây? Đây, anh xem clip này đi. Em đã phải quay lén qua khe cửa của phòng anh và chị Huyền Anh đấy ạ. Tại sao Huyền Anh lại có thể dở ra cái trò này cơ chứ? Cô ta ngang nhiên dẫn trai về nhà như thế này à? Anh không biết thì thôi. Lúc nào anh ta đến đây ấy là cũng dẫn nhau vào trong phòng của anh với cả chị Huyền Anh, xong rồi đóng kín cửa lại. Em mà phải lựa mãi mới quay được clip để mà làm bằng chứng cho anh đấy ạ. Tôi hiểu rồi. Bảo sao Việt Anh dạo này có nhiều biểu hiện lạ, còn chán cả chuyện săn gối với tôi nữa. Hóa ra là có lý do. Đã bất ngờ thật. Long, anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm. Em nấu cơm rồi, anh ăn một chút nhé. Thôi, tôi không ăn đâu. Cô có thể về nghỉ được rồi đấy. Đừng lo cho tôi. Tại sao anh cứ phải buồn về một người phụ nữ lăng loàn như chị ta làm gì nhỉ? Trên đời này đâu phải mỗi mình chị ta là phụ nữ đâu. Anh nhìn em này, em ở ngay trước mặt anh làm gì? Đừng chạm vào người tôi. Tôi không thể nào phản bội Huyền Anh được. Cô hiểu không? Tốt nhất cô không nên ở đây. Nhưng mà chị ta đã phản bội anh rồi. Anh còn nghĩ về chị ta làm gì nữa? Chỉ có em yêu anh thật lòng thôi. Em chăm lo cho anh từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Chẳng lẽ anh lại không cảm nhận được à? Anh nhìn em đi. Em đâu có thua kém như chị ta đâu. Phải nhân cơ hội này có bầu với anh Long mới được. Đến lúc chị ta về thì gạo cũng đã được thành cơm. Có giải thích ấy, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Bác sĩ Trung này, sau chuyện anh nói với tôi hôm trước, tôi đã về nhà kiểm tra lại. Giờ tôi muốn nhờ anh một việc. Anh kiểm tra giúp tôi loại gia vị này có phải là nguyên nhân khiến tôi bị u ở vùng ngực không nhá? Cô Huyền Anh, cô có đang dùng thuốc hay là thực phẩm chức năng nào mà làm thay đổi nội tiết tố không? Bởi vì trong kết quả xét nghiệm ấy, chỉ số hormone của cô rất là bất thường. Gần đây tôi không dùng thuốc gì cả. Với cả từ trước đến nay tôi cũng không có thói quen dùng thực phẩm chức năng ạ. Vậy thì dạo gần đây cô có cảm nhận được trong cơ thể cô ấy có thay đổi gì về tâm sinh lý không? Thú thật với bác sĩ là gần đây tôi cũng thấy cơ thể khó chịu thật. Nhất là những lúc mà chồng tôi muốn gần gũi tôi ấy, tôi thấy mệt mỏi với cả không có hứng thú. Vậy là đúng rồi. Nguyên nhân ấy là do chỉ số hormone của cô. Tôi e rằng nếu mà chỉ số hormone của cô mà cứ bất thường như thế này ấy, dù có phẫu thuật thì khối u cũng sẽ tái đi tái lại. Cô cần phải xem xét lại cả chế độ ăn uống xem có lành mạnh không. Đây, đĩa này của chị, đĩa này của anh Long, phần anh ấy lát về ăn sau chị ạ. Ơ, sao phải thế? Chị tưởng hai đĩa này y xì nhá. Thì tại vì anh Long ăn mặn hơn, còn chị thì ăn nhạt heo thì hơn, thế cho nên là em phải điều chỉnh sao cho nó hợp lý chị ạ. Thôi, chị ăn đi.
Gia vị này là... Đây là gia vị tôi lén lấy ở nhà, giúp việc hay dùng để nấu chế độ riêng cho tôi. Tôi thì hay ăn uống thường xuyên ở nhà, nên tôi e rằng đây chính là lý do khiến tôi có khối u ở vùng ngực. Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra cho cô. Còn bây giờ ấy, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để còn làm phẫu thuật. Thời gian vừa rồi tôi tới nhà thăm khám và kết thúc cho cô, thì tôi thấy tình hình sức khỏe của cô rất là tiến triển. Chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công. Chúc mừng cô nhé. Tôi không nghĩ cô lại hồi phục nhanh như vậy. Nhưng nên nhớ, cô là trường hợp đặc biệt, sức khỏe rất là yếu nên phải theo dõi sát sao. Tất cả là nhờ công của bác sĩ đấy. Anh nhiệt tình quá, còn đến tận nhà tôi để khám và tư vấn cho tôi nữa. Tại vì cái trường hợp của tôi thì cũng hơi đặc biệt. Anh cũng biết rồi đấy, mẹ tôi làm ở viện này, tôi mà đến viện khám á là bà lại lo lắng ngay. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Ngày trước ấy, tôi là học trò của mẹ cô. Nhưng tại sao cô lại không muốn cho chồng mình biết cô bị bệnh? Thì tôi cũng định giữ kín chuyện này cho đến khi phẫu thuật thành công đấy. Bởi vì thời gian này chồng tôi mới nhận chức ở công ty mới, tôi không muốn anh ấy bận tâm thêm. Bận gì thì bận, thì cũng phải biết tình hình của vợ mình như nào. Cô thì lúc nào cũng nghĩ cho người khác, vậy mà vẫn có người muốn hại cô. Hại tôi á? Là sao hả bác sĩ? Phải, lo gia vị mà hôm trước cô đưa cho tôi kiểm tra ấy. Hôm nay đã có kết quả rồi. Đây chính là lọ thuốc làm thay đổi hormone nội tiết tố được giã nhỏ thành bột. Thật hả bác sĩ? Nếu như thế thì do Hàn Linh, bé giúp việc nhà tôi làm rồi. Tôi không ngờ cô ta lại dám làm như thế với tôi đấy. Thật thủ đoạn. Vậy bây giờ cô định tính với cô ta như nào? Tạm thời tôi cũng chưa biết nữa. Thôi việc đấy chắc là tôi xử lý sau. Còn bây giờ thì tôi phải tranh thủ về nhà, về cho sớm, để chồng tôi bất ngờ đã. Tranh thủ bù đắp cho chồng tôi thời gian qua tôi đã hơi lạnh nhạt với anh ấy. Vậy thì để tôi đưa cô về. Cô vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu, sợ bây giờ mà ra đường chẳng may xảy ra chuyện gì ấy, xử lý không kịp đâu. À, phiền anh quá. Cô mới phẫu thuật xong, phải hết sức cẩn thận, nhớ phải theo dõi sát sao đấy. Làm phiền anh quá, anh đã đưa tôi về gần nhà, anh chu đáo thật đấy. Cậu cứ giải quyết công việc như tôi đã dặn nhé, tôi bận lắm. Sao chồng tôi lại về nhà giờ này được nhở? Chết rồi, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? À, hay như thế này đi, bây giờ nhá, tôi sẽ trốn trong tủ quần áo, còn bác sĩ giúp tôi trốn trong nhà vệ sinh một lát nhá. Đợi tôi tạo bất ngờ chồng tôi xong thì lúc đấy anh ra nhá. Làm phiền anh quá. Không sao đâu mà, cô đã bất công đưa tôi tới đây ấy, để chuẩn bị mà. Để tôi giúp cô. Cảm ơn anh nhiều nhá. Sao, anh có thấy em làm cho anh thỏa mãn hơn vợ anh không? Anh phải công nhận một điều rằng kỹ năng của em cứ phải gọi là siêu đẳng. Chỉ một mình em mới làm anh thỏa mãn là thôi. Chứ còn cái thời điểm ở với ông vợ anh chẳng khác gì địa ngục cả. Vậy thì anh ly hôn vợ để cưới em đi. À đúng rồi, em có cái này cho anh xem. Ta-da! Cái gì đây? Em đang mong bầu á? Tại sao lại có thể như này được? Thì gần 10 ngày qua, ngày nào cũng mấy hiệp, phải dễ dính chứ. Anh nhìn em đi, vòng nào ra vòng đấy thế này, mắn lắm đấy. Nhưng mà không được, anh với Huyền Anh còn chưa ly dị cơ mà. Thì trước sau gì mà chả ly dị. Chị ta sắp đi công tác về rồi, anh làm đơn dần đi là vừa. Anh... Huyền Anh, sao em lại ở đây? Anh tưởng là em đang đi công tác cơ mà. Để anh tưởng thôi, chứ tôi phải ở đây thì mới chứng kiến được cái chuyện tình mèo mả gà đồng của các người chứ. Mà chúc mừng anh nhé, được lên chức bố rồi. Nhanh thật đấy,
Tôi đi công tác chưa được bao lâu, lúc về nhà anh đã lên trước rồi. Mà thôi anh Long, anh việc gì phải sợ cô ta? Cô ta là người ngoại tình trước cơ mà. Cô nói cái gì đấy? Cô im miệng lại cho tôi. Cô đừng có mà vu khống người khác. Khoan đã. Nhưng mà tôi thấy cô ta nói đúng rồi đấy. Chính cô đã là người cắm lên đầu tôi cái sừng dài cả mét. Bây giờ cô lấy tư cách gì ra để mà trách tôi? Cô xem đoạn clip này đi. Để xem ấy, cô còn cãi được không nhá? Hóa ra chỉ vì cái clip này mà anh nghĩ là tôi ngoại tình à? Rồi sau đấy anh chưa kết luận được đúng sai đã tự cho mình cái quyền phản bội lại sau lưng tôi. Bây giờ tôi sẽ cho anh xem người đàn ông trong clip này là ai nhé. Bác sĩ Trung, anh ra được rồi. Chào anh, tôi là bác sĩ làm công việc về nhà mẹ vợ anh. Tôi là người đã phẫu thuật khối u cho vợ anh. Chỉ vì cô ấy không muốn mẹ biết nên tôi phải tới đây để khám và kết thúc cho. Tôi về Huyền Anh trốn như này ấy, chỉ để muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Vô lý thật đấy. Chuyện như thế này mà hai người cũng bày ra để lừa anh Long được. Có bằng chứng rành rành như kia mà vẫn lươn lẹo được ạ? Lươn lẹo? Cô nói ai lươn lẹo? Cô mới chính là người lươn lẹo nhất mà tôi từng thấy đấy. Chính cô là người đã tẩm gia vị với thức ăn hàng ngày của tôi. Bác sĩ Trung đã xét nghiệm và đưa ra kết luận đấy chính là yếu tố khiến tôi bị u ngực và thay đổi hormone nội tiết tố đấy. Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Gia vị nào? Bằng chứng tôi đã có đầy đủ rồi, cô còn cãi làm gì nữa? Tôi đầu độc ám hại người khác không hề nhỏ đâu, cô biết chưa? Nhưng mà như thế thì đã sao? Bây giờ ấy, các người chẳng làm gì được tôi cả, bởi vì tôi đã có con với Cảnh Long rồi. Cô đi ngay đi. Cô mới là cái loại rắn độc. Cô dám lừa tôi à hả? Này, anh định ăn xong rồi phủi mông đấy à? Tôi đang mang bầu đứa con của anh đấy. Con của tôi. Này, với cái kỹ năng điêu luyện của cô ấy, chắc là cô đã đi ngủ với cả khối thằng rồi nhỉ? Anh. Nguyên Anh, bệnh tình của em thế nào rồi? Em có đau không? Có phải chính vì lý do này mà em đã giấu giếm, em lạnh nhạt với anh có đúng không? Hóa ra anh cũng quan tâm đến tôi cơ à? Tôi thì lo cho tinh thần và công việc của anh, giấu kín anh chuyện này. Cũng định là tôi phẫu thuật xong xuôi thành công hết sẽ tạo bất ngờ cho anh. Nhưng mà tôi không ngờ chính anh là người tạo bất ngờ cho tôi trước nhỉ? Tất cả mọi chuyện này đều do cô ta. Cô ta là người răng bẫy, đi dám chuyện tình của mình. Anh cứu em, anh không bao giờ dám phản bội em nữa đâu. Thôi, nếu anh không cho người ta quyền ấy, thì người ta lấy tư cách gì mà ly gián chúng mình? Anh chuẩn bị ký vào đơn ly hôn và lo cho đứa bé trong bụng cô ta đi. Bác sĩ Trung. Huyền Anh. Đằng nào mà chả ly hôn rồi? Bỏ ra!